Jamie chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Game Bóng Đá TV và nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa của Game Bóng Đá TV. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Mbappe tiếp tục chơi kham Real, cướp sao trẻ Pháp. Không còn chỗ đứng tại Paris Saint-Germain, Neymar trên đường tới Chelsea. Họp nội bộ, MU chuẩn bị có tân binh đầu tiên. Tottenham có tân binh đầu tiên ở hè năm 2022. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Đêm qua AS Roma của huấn luyện viên Jose Mourinho đã có chiến thắng tối thiểu trước Feyenoord trong trận chung kết Conference League. Kết quả này giúp cho đội bóng nước Ý có lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu mới thành lập của UEFA. Đối với cá nhân người đặc biệt, chiến thắng còn giúp khắc tên ông vào lịch sử bóng đá châu Âu khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu Champions League, Europa League và Conference Cup. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ vắng mặt hết năm nay do dính chấn thương. Cầu thủ người Thụy Điển dự kiến ngồi ngoài 7 đến 8 tháng sau khi phẫu thuật chấn thương đầu gối. Chân sút 40 tuổi đã ghi 8 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo cho 27 lần ra sân cho AC Milan ở mùa giải vừa qua. Ibrahimovic đã góp công giúp cho AC Milan giành danh hiệu Serie A đầu tiên kể từ năm 2011. Hợp đồng của Ibrahimovic với AC Milan sẽ đáo hạn vào tháng sau và lúc này tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng. Aurelien Tchouaméni gần như chắc chắn sẽ rời Monaco vào mùa hè này. Nhưng điểm đến cuối cùng của anh vẫn chưa được quyết định với việc cả Real Madrid và Paris Saint-Germain đều rất quyết tâm chiêu mộ. Tờ Marca Tây Ban Nha cho hay Paris Saint-Germain rất quyết tâm để nẫng tay trên Real Madrid trong thương vụ này. Chủ tịch Paris Saint-Germain và cả Mbappe rất muốn có Aurelien Tchouaméni trong đội hình. Đội bóng thủ đô Paris sẵn sàng đáp ứng các đòi hỏi khủng từ AS Monaco. Tuy nhiên, hiện Real Madrid vẫn đang nắm nhiều lợi thế hơn vì họ đã được thỏa thuận cá nhân với Tchouaméni. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang bị ép giá kể từ sau khi họ vồ hụt Mbappe. Các đối tác đều biết Real đang có một lượng tiền khổng lồ trong ngân sách và muốn chi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022. Liên quan đến sự ở lại của siêu sao Kylian Mbappe thì mới đây tờ Goal xác nhận Paris Saint-Germain sẽ lắng nghe mọi lời chào mời để bán đi Neymar. Dù gia nhập Paris Saint-Germain từ năm 2017 với mức giá cực khủng 222 triệu euro và đóng góp tới 100 bàn thắng cùng 4 chức vô địch Ligue 1, nhưng mới đây, đội chủ sân công viên Cốc Hoàng tử đã sẵn sàng bán đi cầu thủ người Brazil. Theo đó, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị cho chân sút người Brazil với mức giá không hề quá cao, khoảng 50 triệu euro cho cầu thủ năm nay đã 30 tuổi. Doanh nhân Toffoli muốn gia tăng giá trị thương hiệu cho Chelsea bằng việc đưa về một số cầu thủ đẳng cấp thế giới. Theo 442 và Mirror, Neymar là cái tên được đội bóng thành London lựa chọn. Chelsea có lợi thế trong cuộc đàm phán với Paris Saint-Germain bởi huấn luyện viên Thomas Tuchel có mối quan hệ khá tốt với Neymar. Chiến lược gia người Đức cũng đang muốn làm mới hàng công sau một mùa giải không như ý. Thông tin về việc Chelsea muốn có Neymar đã xuất hiện từ hè năm 2019, khi đó The Blue vừa chia tay Eden Hazard và sốt sắng tìm một ngôi sao thay thế. Đội chủ sân Stamford Bridge khi đó sẵn sàng chi 200 triệu euro cho cựu ngôi sao của Barca, nhưng Paris Saint-Germain đã từ chối. Theo tờ Daily Star cho biết, tiền đạo Raheem Sterling, người mất vị trí chính thức trong đội hình của Manchester City, sẽ được Real Madrid nhắm đến vào mùa hè này. Tiền đạo người Anh vẫn chưa đồng ý ra hợp đồng với đội chủ sân Etihad khi cầu thủ 27 tuổi muốn rời đi vì muốn có nhiều cơ hội ra sân hơn. Hợp đồng của cựu tiền đạo Liverpool sẽ hết hạn sau một năm và Sterling hiện đang có giá 60 triệu euro. Và lúc này, Real Madrid đang điên cuồng mua sắm sau khi thất bại trong thương vụ Mbappe. Siêu sao đã quyết định ở lại Paris Saint-Germain với mức đãi ngộ không tưởng. Trước đó, họ cũng đã bỏ lỡ bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro của Erling Haaland để rút cuộc nhìn tiền đạo người Na Uy chuyển đến sân Etihad từ Dortmund. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, huấn luyện viên Ten Hag muốn đưa học trò cũ Julian Timber về sân Old Trafford. Nguồn tin này cho biết Manchester United đã tổ chức cuộc họp nội bộ về khả năng ký hợp đồng với sao trẻ 20 tuổi của Ajax. Theo đó, Quỷ đỏ xem Timber là mục tiêu hàng đầu để có thể tăng cường sức mạnh nơi hàng thủ đội bóng. Cách đây 2 ngày, Timber cùng Paul Torres đã được nhắc đến trong cuộc gặp đầu tiên giữa huấn luyện viên Ten Hag và Manchester United. Được biết, Quỷ đỏ sẽ cố gắng đưa cả hai về sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Manchester United đang gặp những lợi thế rất lớn trong việc chiêu mộ Paul Torres của câu lạc bộ Villarreal. Theo tờ Marca thì mới đây nhất, trung vệ 25 tuổi đã từ chối Tottenham và được cho là muốn thi đấu trong màu áo của MU hơn. Ngoài ra, mức giá 50 triệu euro của Quỷ đỏ cho thương vụ này đã được giới báo chí Tây Ban Nha loan tin là đã được Villarreal chấp nhận. Nếu không có gì thay đổi,
thì Paul Torres sẽ sớm xuất hiện ở sân Old Trafford trong thời gian ngắn nhất. Tương lai của Memphis Depay tại Barcelona vẫn chưa chắc chắn khi bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo tờ Sport đưa tin, đội bóng xứ Catalan có thể chọn bán ngôi sao người Hà Lan nếu họ ký hợp đồng với Robert Lewandowski từ Bayern Munich, nhưng họ sẽ yêu cầu khoảng 20 triệu euro từ bất kỳ lời đề nghị nào dành cho cựu cầu thủ Manchester United. Cho đến nay, Barcelona vẫn chưa thể thống nhất được với Ousmane Dembele về việc gia hạn hợp đồng. Phong độ thi đấu ấn tượng ở giai đoạn 2 của mùa giải đã giúp cầu thủ người Pháp thay đổi được lập trường của đội bóng. Tuy nhiên, màn trình diễn đó cũng giúp anh nhận được rất nhiều lời đề nghị béo bở từ bên ngoài khi Barca lại muốn cắt giảm quỹ lương và đưa ra thỏa thuận khá bèo bọt. Hậu vệ phải Hector Bellerin cho hay anh hy vọng sẽ được Real Betis giữ lại chứ không có ý muốn quay về Arsenal sau khi kết thúc thời gian cho mượn. Tôi đã làm rõ ý muốn của mình với cả hai câu lạc bộ là tôi hy vọng được ở lại Betis. Chúng tôi sẽ có 2 tháng để tìm ra giải pháp tốt nhất, Bellerin cho biết. Với tình hình hiện tại, đội chủ sân Anfield sẽ bị đẩy vào thế khó khi hợp đồng của Salah chỉ còn thời hạn đến năm 2023. Như vậy, nếu không thể giải quyết dứt điểm tương lai tuyển thủ Ai Cập ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, khả năng cao họ sẽ lặp lại viễn cảnh tương tự như trường hợp của Jorginho Wijnaldum một năm trước, đó là chấp nhận mất trắng trụ cột câu lạc bộ. Tuy nhiên mới đây, chính Salah đã trấn an người hâm mộ Liverpool khi khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục khoác lên mình màu áo của The Cop ở mùa giải tới. Tôi chắc chắn sẽ ở lại mùa giải tới. Nhà báo Paul Joy dẫn lại phát biểu từ số 11 của The Cop. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Tottenham đã chiêu mộ thành công thủ thành Fraser Foster theo dạng tự do. Foster, 34 tuổi, sẽ đáo hạn hợp đồng với Southampton vào cuối tháng 6 tới. Ngay lập tức, Tottenham đã nhảy vào và sở hữu thành công chữ ký của thủ thành người Anh. Foster được xem là phương án dự phòng chất lượng cho Hugo Lloris ở mùa giải tới. Ở chiều ngược lại, thủ thành Pierluigi Gollini sẽ quay trở lại Atalanta sau khi kết thúc hợp đồng theo dạng cho mượn. Trên trang chủ của mình, Tottenham cho biết họ quyết định sẽ bơm 150 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này để đầu tư vào câu lạc bộ trong và ngoài sân cỏ. Chủ tịch của Spurs Daniel Levy và nhóm cổ động viên Enix cho biết động thái nói trên nhằm mục đích tăng khả năng cạnh tranh của đội bóng, đồng thời duy trì sự ổn định tài chính lâu dài. Trước đó, huấn luyện viên Antonio Conte đã từ chối cam kết với Spurs trong mùa giải tới, cho đến khi ông ấy nói chuyện với câu lạc bộ. Tuy nhiên, với những thông tin tích cực trên, gà trống sẽ có nhiều cơ hội để đưa về những cái tên chất lượng ở mùa giải tới. Bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hiền bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.